Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về các cái kinh nghiệm, các cái tips hay là những cái lưu ý khi mà các bạn tìm mua tinh dầu để phân biệt được đâu là tinh dầu pure natural, đâu là những loại mà bạn cần lưu ý khi trước khi đưa ra quyết định mua. Đầu tiên thì đối với tinh dầu pure natural, chai để đựng tinh dầu nó phải có màu tối và là chai thủy tinh hoặc là chai nhôm chuyên dụng. Các cái màu tối mà mọi người thường có thể sử dụng đó là chai màu nâu, màu amber đó, hay là chai màu xanh blue hay là chai màu xanh green. Thì trên tay mình đây là một loại chai với cái màu xanh lá cây đậm, thường để đựng tinh dầu. Khi bạn dùng chai này thì khuyến cáo đối với những người sử dụng tinh dầu đấy là bạn nên tránh các cái ánh nắng trực tiếp và để ở nơi thoáng mát. Một số loại tinh dầu thì bạn cần được lưu trữ ở tủ lạnh, đặc biệt là những loại tinh dầu mà có khả năng bay hơi rất nhanh hoặc là nó rất dễ bị oxy hóa. Một lưu ý thứ hai đấy là khi các bạn mua tinh dầu thì ở trên nhãn chai đòi hỏi phải có những cái thông tin như sau. Đầu tiên đấy là tên thương mại hay là mình hay gọi là common name. Ví dụ như lavender hay là peppermint hay là lemon hay là lime. Đấy là những cái tên thương mại của nó. Tuy nhiên một thông tin khác cần phải có ở trên nhãn chai đấy là tên Latin hay là tên khoa học của cái loại thực vật mà được chiết xuất. Ví dụ như peppermint thì bạn cần phải biết đấy là Mentha piperita hay là Mentha avensis. Một cái thông tin thứ ba mà các bạn cũng cần phải quan tâm khi mà tìm hiểu và quyết định để mua tinh dầu đấy là cái xuất xứ của cái thực vật đấy, thực vật mà thường để chiết xuất tinh dầu. Bạn có thể tìm hiểu thông tin ở nhãn chai hoặc là website của người bán hoặc là hỏi trực tiếp người bán. Một ví dụ rất đơn giản đấy là nếu bạn mua tinh dầu lavender thì nếu như lavender tới từ Bulgaria cũng có, lavender tới từ Pháp cũng có, hay lavender tới từ Việt Nam cũng có, thì bạn cần phải kiểm tra với người bán về cái xuất xứ của nó. Tinh dầu có màu, cho nên khi các bạn trước khi các bạn có quyết định mua tinh dầu để sử dụng thì các bạn cũng phải tìm hiểu một số các đặc trưng của từng loại tinh dầu. Các loại tinh dầu từ có thể có những loại tinh dầu mà cái màu sắc của nó khá là trong suốt hay có thể gọi là không màu. Ví dụ như các tinh dầu từ cây có múi hoặc là cam ngọt. Sau đây các bạn có thể xem. Hầu như nó không có màu hoặc là màu rất là nhạt. Và đây là một loại tinh dầu khác mà nó có cái màu sắc khá là đặc trưng của nó. Đấy là tinh dầu cúc đức hay còn gọi là blue chamomile. Thì màu của nó là màu xanh đậm, các bạn có thể thấy. Các bạn có thể thấy sự khác nhau của màu sắc. Nếu như ai đấy mà bán cho các bạn các loại tinh dầu khác nhau nhưng mà có cùng một màu sắc thì bạn có quyền nghi ngờ để kiểm tra xem cái tính pure and natural của tinh dầu mà bạn chuẩn bị mua. Một cái thông tin tiếp theo mà các bạn cũng cần phải lưu ý khi mình lựa chọn những cái sản phẩm tinh dầu để dành cho các mục đích khác nhau của các bạn, đấy là về giá. Các bạn cũng nên tìm hiểu một chút về tỷ lệ tinh dầu có trong thực vật. Và cái chi phí của nguyên liệu thì các bạn có thể có những cái con số sơ bộ về giá. Ví dụ đối với tinh dầu của hoa bưởi hay là hoa nhài chẳng hạn thì 1.000 ký cánh hoa thì mới cho bạn được 1 ký tinh dầu. Chính bởi vì như vậy nên tinh dầu của hoa nhài hay là hoa bưởi nó sẽ rất là mắc do bởi chi phí về nguyên liệu nó mắc. Hay là cụ thể hơn, ví dụ như tới 4.000 ký cánh hoa hồng thì bạn mới có được 1 ký tinh dầu hoa hồng theo phương pháp lựa cuốn hơi nước, thì
thì rõ ràng là chi phí nguyên liệu nó mắc, cộng với các cái chi phí liên quan tới trồng trọt, thu hái và chiết xuất, dẫn tới chi phí của từng loại tinh dầu nó sẽ khác nhau. Và cũng có một số loại tinh dầu thì do bởi nguyên liệu đầu vào nó khá là rẻ, ví dụ như xả chanh, ví dụ như eucalyptus, và cái tỷ lệ tinh dầu có trong lá nó cũng khá là lớn, cho nên tinh dầu xả chanh hay là eucalyptus thì cái chi phí của nó cũng rẻ hơn so với các loại tinh dầu khác. Có nghĩa là tùy vào từng loại thực vật, tùy bộ phận của cây để chiết xuất, tùy vào chi phí nguyên liệu dẫn tới chi phí tinh dầu khác nhau. Tuy nhiên nó cũng không thể có những loại tinh dầu mà giá rất rẻ. Khi mà tinh dầu người ta pha loãng cùng với một số các cái dầu thực vật hay là dầu khoáng hay là các hoạt chất khác nhằm để lưu hương lâu hơn, thì bạn có thể có một cách thử đơn giản, đấy là bạn nhỏ một cái giọt tinh dầu mà cái chai mẫu của người ta đó, chai mẫu của họ đó, hay là bạn có thể nhỏ một giọt tinh dầu vào giấy, khăn giấy, hay là vào bông tẩy trang, hay là một miếng vải cô tông màu trắng. Nếu như sau khi bay hơi hết các cái mùi thơm đi mà ở trên khăn giấy hay là miếng vải màu trắng đấy, nó để lại những cái vết loang có màu sắc khác nhau, hay là những bạn sờ nó có thể có cái cảm giác nhờn rít của dầu, thì đấy là những cái sản phẩm đấy người ta đã được pha loãng làm giả, thì đây không còn được gọi là pure natural essential oil nữa. Ngoài ra thì một số người bán hàng vì lợi nhuận hay là vì các mục đích thương mại khác, thì người ta thường có những cái cách thức để mà giảm cái giá thành của tinh dầu bằng việc họ sẽ pha loãng các cái cấu tử giống nhau giữa các loại tinh dầu khác nhau. Có thể như người ta sẽ sử dụng các cấu tử có trong tinh dầu hoa hồng mà cũng có thể có ở những cái loại tinh dầu khác để người ta mix vào để tạo thành một cái loại tinh dầu mới, và người ta vẫn có thể gọi đó là tinh dầu, người ta có thể ghi nhãn đó là tinh dầu hoa hồng và bán với giá rẻ hơn. Có một số loại tinh dầu thì nó có những cái compound, những cái cấu tử mà có mùi hương khá là tương đồng với hoa hồng, ví dụ như geranium hay là palmarosa, thì thường người ta sẽ sử dụng những cái cấu tử có trong geranium hay palmarosa để mix với một phần tinh dầu hoa hồng để tạo thành rose essential oil, thì đấy là một trong những loại tinh dầu mà không được gọi là pure and natural. Có những cái loại khác mà người ta thường cũng sử dụng và bán ở trên thị trường, đấy là họ sẽ mix, họ sẽ trộn lẫn vào trong tinh dầu các cái cấu tử hóa học mà có thể được tổng hợp nhằm có cái mùi thơm, mùi hương thơm và có thể lưu hương lâu hơn. Rất nhiều các cái cấu tử rất nhiều các cái cấu tử của thực vật, cấu tử có mùi của thực vật đã được ngành công nghiệp hương liệu tạo nó ra trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như bạn có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều các cái mùi hương, ví dụ như mùi hương từ bạc hà, mùi hương từ tràm, thì các cái cấu tử chính ở trong đấy người ta đều đã có thể tạo ra ở phòng thí nghiệm. Và họ sẽ trộn lẫn với một phần tinh dầu tạo nên một cái hỗn hợp mới, trong đó có thể là bao gồm rất nhiều các cấu tử khác nhau, nhưng giúp họ giảm giá thành và hấp dẫn người mua bởi mùi hương, hay là hấp dẫn người mua bởi cái khả năng lưu hương rất lâu của nó, thì đấy cũng không được gọi là pure and natural essential oil. Như vậy thì thông qua đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái định nghĩa rất đơn giản, như thế nào là tinh dầu pure and natural. Tinh dầu pure and natural thì đầu tiên nó phải là được chiết xuất từ thực vật, có mùi, có màu, có khả năng tự bay hơi. Nếu như nó không có khả năng tự bay hơi thì đấy không phải là tinh dầu, và nó không được can thiệp, thêm bớt, thay đổi, pha trộn bởi con người. Mặc dù có thể người ta sử dụng các thành phần từ thiên nhiên hay là các thành phần nhân tạo thì đều cũng không làm thay đổi cái bản chất của tinh dầu đấy, thì đấy được gọi là pure and natural. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. More.
ngỏ. Bye bye.